Em giới thiệu anh em nha, ở đây em cũng có nhận làm bánh cho máy cài, máy xới tay đầy đủ cho anh em nha. Ở đây là anh em thích niền quê hay là niền sắt tròn hay sắt gai, anh em cứ bảo em làm theo yêu cầu. Đặc biệt của em ở đây là em sử dụng máy hàng mít cho anh em nha. Em sử dụng máy hàng mít, mối hàng rất đẹp cho anh em nhờ, rất chắc luôn, đảm bảo cho anh em chạy là rất bền, không vấn đề về vụ mà sức mặt gam hay là gãy câm gì cả, hay là sức mối hàng. Đây, anh em gần xa ai có nhu cầu làm bánh có thể liên hệ em để tham khảo cái giá, được ủng hộ em. Máy cài cũng làm, máy xới tay hay máy mini gì cũng đều làm cho anh em, ở gần ở xa đều làm được. Ở đây em sử dụng máy hàng mít cho anh em nha, để đảm bảo độ bền chặt cho niền và gai cầm luôn. Kết cấu của bánh rất im chặt cho anh em luôn. Em giờ em ít sử dụng máy hàng que, sử dụng máy hàng mít cho anh em luôn. Chạy dây mít không, em chơi mít đây, em lựa mua dây xịn cho anh em xài luôn. Em chơi mít hết cho anh em luôn. Hoàng Mai 0907 790079. Anh em ở gần ở xa ai có nhu cầu làm bánh cho máy cài hay là máy xới mini, máy xới tay Cao Phong, Đông Phong hay là dàn máy Nhật gì đấy, có thể liên hệ với em để biết thêm về giá, anh em được anh em ủng hộ em. Chứ về giá thì quá nhiều không biết nói làm sao. Ở gần ở xa ai có nhu cầu ủng hộ em nha. Em sử dụng cái hàng mít cho anh em, đảm bảo cái hàng luôn. Đã chơi là phải chơi cho nhiều, mà đã chấp nhận chơi là chơi cho tới cho anh em luôn nha, làm đảm bảo hết. Đây, mối hàng anh em thôi, nhìn là riêng, nó không có như mối hàng quen nha anh em, rất đẹp, rất sắc sảo mối hàng. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ. Đây, bánh này em làm mật gam rất dày cho anh em nha, mật gam dày luôn, làm mật gam dày cho anh em. Hoàng Mai 0907 790079, anh em có cần tham khảo giá có thể liên hệ với em. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ.